khởi động từ giữa tháng 1 năm 2013. Trải qua 4 tháng với 9 live show đã phát sóng, chương trình Cặp đôi Hoàn hảo 2013 đang đi vào hồi kết để tìm ra cặp đôi xứng đáng nhất cho danh hiệu quán quân mùa giải thứ hai. Chương trình Cặp đôi Hoàn hảo bên cạnh việc giới thiệu những câu chuyện thực tế của các thí sinh còn mang đến cho khán giả xem truyền hình một bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc với nội dung thi đa dạng và mang tính chuyên nghiệp cao. Ba cặp đôi có mặt trong đêm chung kết đã trải nghiệm rất nhiều thể loại khác nhau với những cách phối mới lạ và sáng tạo. Qua từng cái vòng đấu là mỗi thể loại nhạc khác nhau, thì là có những cái loại nhạc nó rất là khó như là nhạc kịch, như là nhạc ga đó. Thì những cái loại nhạc đó bản thân những ca sĩ mà chuyên nghiệp hát còn khó khăn nữa, đừng nói chi là những người nghệ sĩ không phải là ca sĩ hát, nhưng mà tôi thấy họ bằng cái cách kinh nghiệm của họ, họ sẽ biến tấu theo một cách của họ rất là hay. Đêm chung kết hôm nay, ba cặp đôi còn lại mỗi cặp phải thể hiện 3 bài hát, một bài hát tiết tấu chậm, một bài hát tiết tấu nhanh và một bài hát đi cùng năm tháng. Khó khăn ngày càng lớn đòi hỏi các cặp đôi nỗ lực nhiều hơn nữa. Ngoài thời gian dành cho gia đình, các cặp đôi vẫn dồn hết sức luyện tập nhằm mang đến những tiết mục hoàn hảo nhất. Nếu Thanh Thúy, Dương Triều Vũ là một sự biến hóa liên tục ở mọi mặt, Khương Ngọc, Mỹ Lệ chuyên nghiệp trong từng bài hát và cách hát, thì các Phượng, Phan Đình Tùng là một điểm nhấn duyên dáng trên sân khấu. Đêm chung kết hôm nay, chúng tôi chính là những cặp đôi hoàn hảo. Ba cặp đôi với ba màu sắc khác nhau, cùng với danh hiệu quán quân cặp đôi hoàn hảo mùa giải thứ hai. Ai sẽ bước lên vị trí cao nhất của chương trình? Câu trả lời sẽ có trong tối hôm nay. Chào đón toàn thể quý vị và các bạn đang đến với chương trình Cặp đôi Hoàn hảo 2013. Quý vị khán giả thân mến, chương trình Cặp đôi Hoàn hảo do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với công ty Cát Tiên Sa thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Hảo Hảo thương hiệu Vina AC Cook Việt Nam. Và quý vị và các bạn thân mến, giây phút hồi hộp mà chúng ta chờ đợi đã đến. Sau nhiều tuần thi thì Cặp đôi Hoàn hảo đã bước vào đêm chung kết. Trong đêm hôm nay thì mặc dù sẽ không có một cặp thí sinh nào bị loại, nhưng tất cả họ sẽ phải cố gắng nỗ lực rất nhiều để có thể đến với giải quán quân của Cặp đôi Hoàn hảo năm 2013. Và chắc là tôi hy vọng là quý vị sẽ cổ vũ cho họ thật nhiều. Ngay bây giờ, xin dành trọng tay nồng nhiệt để chào đón ba cặp đôi trong đêm thi chung kết ngày hôm nay. Xin dành trọng tay nồng nhiệt để cổ vũ cho cặp đôi mang màn số 04, Cát Phượng và Phan Đình Tùng. Chúng ta cùng chào đón cặp đôi mang mã số 07, Thanh Thúy và Dương Triệu Vũ. Và cặp đôi mang mã số 10, Khương Ngọc, Mỹ Lệ. Và bên cạnh đó, chúng tôi cũng không quên giới thiệu sự trở lại của ban giám khảo 4L gồm 3 Lê và 1 Lưu. Đầu tiên xin được giới thiệu giám khảo khách mời nhạc sĩ Lê Quang. Chúng ta cùng chào đón nhạc sĩ nữ duy nhất trong chương trình, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. Và xin được chào nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Và vị giám khảo cuối cùng, đạo diễn Lê Hoàng. Chúng tôi cũng xin mời quý vị và các bạn hãy dành trọng tay cổ vũ cho tất cả những bộ phận hỗ trợ cho các thí sinh để họ có thể trình diễn tốt nhất. Đó là nhóm bè Cadillac và ban nhạc Hoài Sa. Anh ơi, có biết là trong tuần qua có rất là nhiều người đã nhắn tin về để gửi bình chọn cho các cặp đôi, và nếu anh cặp đôi nào là cặp đôi được yêu thích nhất tuần thứ 9 vừa rồi? Bởi vì Viu Anh là MC của chương trình, thành thử ra là lúc nãy Viu Anh đã kịp biết tên cặp đôi đã được bình chọn là yêu thích nhất trong tuần này. Xin được chúc mừng cặp đôi Thanh Thúy và Dương Triệu Vũ. Đôi phong mỹ đã nhận được giải thưởng bình chọn của khán giả trong tuần qua với tổng số phiếu bình chọn là 34.95%. Và xin được gửi cho các bạn những phần quà. Đây, xin chúc mừng. Phần quà của họ sẽ là một chiếc điện thoại iPhone 5 16GB do Vinaphone cung cấp.
Và bên cạnh đó chúng tôi cũng xin được chúc mừng ba vị khán giả may mắn, đó là Ngô Vũ Quốc Phong ở An Giang, số điện thoại 012-085-74205. Khán giả Nguyễn Lưu Phúc ở Hà Nam, số điện thoại là 0937-647-016. Và khán giả Huỳnh Sơn Nhất ở Vũng Tàu, số điện thoại là 0947-269-801. Là ba khán giả may mắn đã nhận được một thẻ cào trị giá 5 triệu đồng do Vinaphone cung cấp. Xin chúc mừng quý vị. Đêm nay anh có hồi hộp lắm không? Rất là hồi hộp, không biết sao mình không phải là thí sinh của chương trình mà rất là hồi hộp. Có lẽ là bởi vì sau đêm nay thì tất cả chúng ta sẽ phải tạm chia tay với chương trình. Và đặc biệt là đêm nay chúc quý vị và các bạn sẽ được theo dõi một trường thi đấu cuối cùng. Và các cặp thí sinh họ sẽ thể hiện tất cả những gì tốt nhất. Và đêm nay sẽ có 3 chủ đề. Một là thể loại nhạc tiết tấu chậm, hai là thể loại nhạc có tiết tấu nhanh, và ba là thể loại nhạc có những bài ca đi cùng năm tháng. Chúng ta sẽ cùng cổ vũ cho ba cặp đôi. Vì vậy mà thưa tất cả quý vị và các bạn, họ rất cần những tin nhắn bình chọn của tất cả quý vị. Và tổng đài của chúng tôi cũng sẽ mở ra ở 15 phút cuối của chương trình. Còn bây giờ thì một phần rất quan trọng của chương trình, mời quý vị và các bạn nghỉ giải lao trong giây lát. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Và các bạn thân mến, chúng ta đang trở lại với chương trình Cặp đôi hoàn hảo năm 2013. Và đây là đêm thi chung kết. Thưa quý vị, chỉ còn 3 cặp đôi nữa thôi. Đêm nay họ sẽ thể hiện tất cả những gì tốt nhất của mình để có thể giành được giải quán quân của mùa giải Cặp đôi hoàn hảo năm 2013. Và để mở đầu chương trình ngày hôm nay, Trấn Thành xin được giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn một cặp đôi rất trẻ trung. Họ sẽ mang đến một không khí thật tưng bừng cho khán phòng của chúng ta. Và họ sẽ chọn ca khúc với tiết tấu nhanh để có thể là ca khúc mở đầu cho chương trình. Và đây là một trong những ca khúc chủ đề rất nổi tiếng của các mùa World Cup. Và chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc này với phần dịch lời Việt của một nhân vật rất nổi tiếng, đó là nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Trong đó thì có 50% anh đã dịch đúng lời của ca khúc, nói về sự hăng hái của niềm đam mê của thể thao. Và bên cạnh đó có 50% anh viết tâm sự riêng của anh dành cho tất cả mọi người. Bởi vì nếu ai cố gắng cũng sẽ có được một chiếc cúp của cuộc đời của mình. Thưa quý vị, The Cup of Life ngay bây giờ sẽ đến với quý vị và các bạn qua phần trình diễn của cặp đôi mang mã số 07, Thái Thúy và Dương Triệu Vũ. Hai người xa lạ, hai quãng đường sự nghiệp khác nhau, cơ duyên đã đưa họ đến với hành trình của cặp đôi hoàn hảo. Rồi từ đó cùng buồn vui, cùng lo toan, cùng tập luyện. Và cũng có lúc nghĩ rằng họ sẽ dừng lại, nhưng sóng gió rồi cũng qua đi. Thành công nối tiếp những thành công, sự hứng khởi tràn dâng trong lòng họ, sẽ cống hiến, sẽ sống hết mình vì nghệ thuật, và sẽ tiếp tục bùng nổ và tỏa sáng để thể hiện hết mình cho những ca khúc làm lay động khán giả hay làm sao xuyến con tim của những người nghe. Và chúng ta hãy luôn bên họ, cùng họ bước tiếp những chặng đường. Chào mừng quý vị và các bạn cùng đến với đêm chung kết cặp đôi hoàn hảo 2013. Và sau đây là phần dự thi của cặp vỗ tay thật lớn lên được không ạ? Vượt lên trên mình đi tên dạng người, cuộc chơi sắp tàn sao ta còn nhớ, ngày mai vẫn còn ta trên đường đời. Sao đêm nay ai lên ngôi, sao ta không muốn chia phôi, tim ta như đang run lên vì hạnh phúc quá lớn lao. Đi qua bao nhiêu gian lao, có lúc nước mắt tuôn rơi, tay trong tay ta cùng nhau cất tiếng ca, vượt qua những khó khăn, bên ta như nở hoa.
rơi. Tay trong tay ta cùng nhau bước đi cả, vượt qua những khó khăn để ta như nở hoa. Hey hey hey, here we go. Ale ale ale, go go go. Ale ale ale, tonight the night, we're gonna celebrate the come of age. Ale ale. Quý vị, một tràng pháo tay nồng nhiệt cho cặp đôi mang màu số 7 Thanh Thúy và Dương Thị Vũ. Cảm ơn các bạn nhỏ, cảm ơn các bạn rất nhiều, cảm ơn các bạn. Rồi hình sự quá, vô mấy con. Ai cũng đeo mắt kiến mà số 7 hết. Một tràng pháo tay nồng nhiệt nữa cho Thế Vận Hội vừa xảy ra tại cặp đôi hoàn hảo thưa quý vị ạ. Dạ. Dạ, đầy đủ. Chưa chịu vô nữa hả mấy con? Giờ làm sao? Nó chỉ nghe một người thôi. Rồi. Các con, go! À, có nghĩa là các con sẽ đứng đây nghe giám khảo bình luận luôn đúng không? Rồi. Chắc vậy đi Thành. Bình thường người ta nói là lấy thịt đè người thôi, lần đầu tiên tôi thấy là lấy người đè thịt nè. Đấy, bây giờ chấp nhận luôn. Xin mời giám khảo Lê Minh Sơn. Có một cái bàn tay một cái bàn tay phù thủy nào đó một cái bàn tay phù thủy nào đó luôn luôn đứng ở sau cái đôi này. Và tôi thì nói thật là không phải là lấy thịt đè người đâu, mà các bạn thật sự là các bạn chơi với một cuộc chơi đầy tâm huyết, các bạn chơi một bài hát về thể thao và ở đây không có người nào thua cả, tất cả chúng ta đều chiến thắng. Các bạn khán giả và cả giám khảo nữa, chúc mừng hai bạn. Tôi có thể thấy tôi có thể đấy, đây là các bạn tái hiện lại tất cả các đêm thi của các bạn, từng các em nhỏ là mặc các trang phục của từng đêm diễn của các bạn. Có thể thấy đây là tất cả những cái âm nhạc mà các bạn đã mang đến cho cặp đôi hoàn hảo. Chúng tôi ghi nhận tất cả những cố gắng, những cái cống hiến của cặp đôi này dành cho cặp đôi hoàn hảo năm nay. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin cảm ơn chị Lưu Thiên Hương và xin mời ý kiến của giám khảo khách mời ngày hôm nay, đó là nhạc sĩ Lê Quang. Xin mời anh ạ. Lê Quang nghĩ rằng mình cũng không phải là một giám khảo đang chấm thi của các bạn, mà Lê Quang cảm thấy rằng giống như Trấn Thành nói là đang ở một cái mở màn một cuộc kỳ thi thể thao nào đó rất là hoành tráng, thấy nhiều dân tộc, nhiều sắc tộc ở đây quá. Và điều đó là điều mà Quang cảm nhận rằng nhờ những bài hát mở màn như thế này thường đem lại nhiều cảm xúc nhất cho khán giả. Dạ vâng, xin cảm ơn tất cả những lời khen tích cực từ giám khảo dành cho các bạn. Một tràng pháo tay nồng nhiệt cho cặp đôi 07 thưa quý vị. Vô. Vâng. Cặp này từ khi nào có đông con cái quá em không biết. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với một tiết mục mở đầu phải nói là hết sức là tưng bừng và đầy đủ màu sắc. Có thể nói là họ đã mang đến cho sân khấu của cặp đôi hoàn hảo một phần trình diễn rất độc đáo ở đêm chung kết này. Và hy vọng rằng là với một cái phần trình diễn mà sôi nổi như thế này thì quý vị và các bạn sẽ giữ được cái tinh thần thoải mái và tươi vui như vậy cho đến hết cuộc thi. Và hãy cổ vũ thật nhiều cho các cặp đôi quý vị nha. Và bây giờ Thành xin mời Vy Oanh. Đây, gia đình của Thanh Thúy và Dương Triệu Vũ đã vào đến hậu trường rồi thưa quý vị. Và qua ca khúc vừa rồi có lẽ quý vị cũng đã nhận thấy những hình ảnh nổi bật mà Thanh Thúy và Dương Triệu Vũ đã mang đến cho chương trình. Có lúc thì trẻ trung năng động nhưng có lúc rất là sâu lắng và nhiều cảm xúc. Và với ca khúc ngày hôm nay thì ban giám khảo sẽ dành cho họ là bao nhiêu điểm? Xin mời ạ. Và bây giờ là số điểm từ ban giám khảo. Giám khảo Lê Quang 10. Giám khảo Lưu Thiên Hương 9 điểm. Giám khảo Lê Minh Sơn 10. Và giám khảo Lê Hoàng
8 điểm. Vâng, thưa quý vị, cả khán phòng của chúng tôi đang vỡ tung lên ạ. Một số điểm rất là cao, mở đầu như vậy rất là tốt rồi. Và quý vị khán giả thân mến, quý vị đừng quên đêm nay là đêm chung kết. Vì vậy hãy nhắn tin bình chọn để họ là cặp quán quân của cặp đôi hoàn hảo 2013 quý vị nhé. Và mã số của họ là 07 và gửi về tổng đài 7557 ở 15 phút cuối của chương trình. Xin cảm ơn phần trình diễn của anh chị và các em bé dễ thương. Và đứng chung với cô luôn ha. Thúy phải ra lệnh mới đi. Các con, go! Em thử ra lệnh được không? Cảm ơn chị, cảm ơn anh. Quý vị khán giả thân mến, chia tay với cặp thí sinh đầu tiên, bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với một làng quê mộc mạc thanh bình với những hình ảnh rất là gần gũi và dễ thương. Xin mời quý vị cùng chào đón cặp đôi Khương Ngọc và Mỹ Lệ. Hai người, hai công việc hoàn toàn khác nhau. Trước đây cả hai chưa từng có cơ hội làm việc chung. Nhờ tham gia cặp đôi hoàn hảo 2013, Mỹ Lệ và Khương Ngọc dần trở thành những người bạn tốt của nhau. Họ luôn hỗ trợ, động viên nhau để cống hiến cho khán giả những phần thi hết sức ấn tượng. 10 live show kéo dài trong vòng 4 tháng không phải là khoảng thời gian dài, nhưng đủ để Mỹ Lệ và Khương Ngọc hiểu nhau hơn. Chắc chắn cặp đôi hoàn hảo 2013 sẽ trở thành ký ức tuyệt vời khó quên trong quãng đường hoạt động nghệ thuật của cả hai người. Hãy cổ vũ nhiệt tình cho cặp đôi mang bài số 10 để họ tự tin bước vào đêm thi chung kết hôm nay. Em ơi, dừng lại cái nào. Em ơi, đi đâu thế? Ôi dồi. Sao vậy em? Bình tĩnh nói chị nghe. Chị ơi, em muốn, chị ơi, bình tĩnh. Ông Hoàng ngốc ngốc á, ông làm em dậy nè. Làm dậy luôn hả? Dạ. Trời ơi, rồi mấy đứa này sao nữa? Gái làm dậy, dưới, ông dụ hết luôn á chị. Trời, trời, cái ông này sao ông ghê xồm vậy? Trời ơi, già này mới ghê quá hả? Thôi được rồi, để đó, chị xử ổng nha, tụi em yên tâm nha. Đâu chị mà ơi được tốt à, chị ông này ông ghê lắm. Thôi đêm qua tắt nước nghĩ à chứ đâu tình, trời đêm sáng tỏ ấy đêm trăng say rằm. Làm gì ghê thế? Bỏ quên chiếc áo ý trên cành. Là cành hoa sen, là cành hoa sen bể ý. Thời cho anh xin, hay là anh để chứ làm tin, làm tin trong nhà. Ơi hỡi chàng ơi, chứ tình rằng. Ơi hỡi chàng ơi, ơi hỡi chàng ơi, chứ tình rằng. Ơi hỡi chàng ơi, áo anh nhá, tất cả chỉ chứ đương tà. Chẳng em đã giúp em, đời chiếu cho em nào.
bạo lực. Vâng, vâng. Dạ, con chào cụ, vâng. Em một tràng pháo tay nào nhỉ? Cho một tràng pháo tay cho Khương Ngọc và Mỹ Lệ, thưa quý vị. Tôi để em là cái cây. Cụ ơi, bây giờ em đề nghị cụ đứng đây để cụ nghe nhận xét cụ nhá. Vâng, em cảm ơn cụ Khương Ngọc và em mời cụ Lê Hoàng, vâng. À, đúng rồi đó. Phải nói thế này, rất là khó nhận xét tiết mục này. Vì đầu tiên là bạn Ngọc hát rất là hay. Bạn Ngọc rất là hay mà đặc biệt là lúc đoạn đầu, khi mà bạn đóng một cái người mà lảo đảo như vậy, tôi biết rằng là hát mà lại đóng như một cái người say mà nó vẫn là hát thì rất là khó. Không có gì để phê phán bạn Ngọc trong cái chương trình, ở trong cái bài này hết. Chỉ hơi tiếc một điều mà cái này thì tôi lại cảm giác nó không phải là giọng ca mà nó là tinh thần của cái bài này. Theo tôi đây là một cái bài dân ca Bắc Bộ và nó phải uyển chuyển và nó mềm mại, nó dịu dàng một chút. Và nó rất là gọi là sao nhỉ, đong đưa. Thì nhưng mà ở đây các bạn này khi mà hát lên ấy, thành ra là nó hơi bị giật cục. Cái tiết mục nó hơi bị, nó hơi bị, nói thẳng ra là nó hơi bị, nó hơi bị ác một chút. Dạ tại vì trong cái bài này thì gia đình chị Mỹ Lệ có phối hip hop một tí nên nó hơi phá cách. Dạ vâng ạ. Vâng thì tôi hiểu điều đấy. Nhưng mà dù sao thì tôi vẫn cứ muốn rằng là, tôi vẫn cứ muốn rằng là cái tinh thần của dân ca đó nó vẫn có một cái gì đó vẫn còn được bảo tồn. Có thể tôi hơi cổ. Thôi bây giờ thế này, một người về dân gian đương đại, xin mời anh Lê Minh Sơn. Tôi thích tiết mục này lắm, bởi vì thật ra thì dân ca hay không dân ca thì nó bốc mùi lên ngay. Nó như là mắm tôm ấy, và hai bạn làm rất là giỏi. Và giữa một cái rất là văn minh, rất là Tây của cái tiết mục đầu tiên với cái tiết mục này thì tôi nghĩ rằng hai cái sự đối lập với nhau mà các bạn làm rất là ra cái chất mắm tôm của âm nhạc dân gian Việt Nam. Chúc mừng hai bạn. Vâng, xin cảm ơn xin Lê Minh Sơn. Rõ ràng là tiết mục này thưa quý vị họ cũng đã dàn dựng và đầu tư rất là kỹ, và rõ ràng ngày hôm nay Khương Ngọc cũng đã hóa thân vào một cụ già rất là lụ cụ và rất là ra dáng, phải không ạ? Một tràng pháo tay nữa cho Mỹ Lệ và Khương Ngọc. Xin cảm ơn các bạn, mời các bạn vào trong. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là đã hai cặp đôi lựa chọn thể loại tiết tấu nhanh để trình diễn, và đêm nay chúng tôi cũng sẽ cộng lại điểm quy đổi từ ban giám khảo cũng như điểm quy đổi từ khán giả bình chọn để cộng lại ra được điểm số của đêm nay và quyết định cặp đôi nào là cặp đôi quán quân. Và điểm quy đổi cao nhất là 3, điểm quy đổi cao thứ nhì là 2 và thấp nhất sẽ là 1. Và bây giờ thì không biết là họ đã vào với anh chưa nào? Vâng, thưa Trấn Thành, anh Khương Ngọc và chị Mỹ Lệ đang đứng đây gần với Viu Anh rồi. Viu Anh cũng vừa mới mét chị Mỹ Lệ xong, là trong quá trình đến với cặp đôi hoàn hảo thì anh Khương Ngọc lâu lâu anh cũng có thả dê với em đó chị Lệ ơi. Có không? Dù sao thì Viu Anh cũng rất là cảm ơn anh chị đã thổi một luồng gió rất là mới vào một ca khúc quen thuộc như thế ạ. Bây giờ thì xin mời số điểm của ban giám khảo. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với số điểm từ ban giám khảo. Dạ. Đầu tiên kính lão Đắc Thọ, em mời đạo diễn Lê Hoàng. 9 điểm. Nhạc sĩ Lê Minh Sơn, 10. Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, 9 điểm. Và nhạc sĩ Lê Quang, 9 điểm. Chúc mừng các bạn. Xin chúc mừng anh chị. Quý vị khán giả thân mến, quý vị hãy ủng hộ họ, hãy nhắn tin và bình chọn cho họ với mã số là 10, gửi về tổng đài của chúng tôi ở 15 phút cuối của chương trình là 7557. Xin cảm ơn phần trình diễn của anh chị. Và thưa quý vị, nổi bật với những ý tưởng độc đáo và mới lạ, ngày hôm nay cặp đôi của chúng ta sẽ gửi đến qua ca khúc Omeli. Và với ca khúc này họ sẽ trình diễn cho chúng ta như thế nào? Xin mời quý vị cùng chào đón cặp đôi Cá Phượng và Phan Đinh Tùng. Nói cho biết, chủ nhân đã chọn các cô thì các cô phải lấy đó là niềm hãnh diện. Rồi bữa nay bắt làm gì nữa đây? À. Hả? Em không biết hết. Em chỉ thế. Hú hồn. Sao lại không bị kẹt ra vậy? Nhấc cái nó lên coi. Nghe không? Mở con mắt ra coi. Trời, sao mình nó lé xẻ vậy không biết nữa. Hên cho các cô, hôm nay chủ nhân không chọn ai cả. Tôi chọn cô này. Trời ơi, tôi mà cũng chọn nè, tôi lé mà. Tôi thích lé.
Chiều mưa ta hát vang mưa rơi, rồi cùng ta mưa đáp cho tươi đời. Một ngày nắng ta hát vang nắng tươi, đàn cầm tay say sưa hát là muôn vui. Rót cho nó về cùng tiếng hát tiếng cười, thắp cho những người ngoài đám đông bắt lời. Hay tiếng hát người nào đó cho nên mời người ơi đàn đi. Oh Melly, 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 oh Melly, Melly đời ta. Dục ta mưa đắp cho tươi đời. Một ngày nắng ta hát vang nắng tươi, đàn cầm tay say sưa hát là buồn vui. Gió sớm đã về cùng tiếng hát tiếng cười, thấp thoáng bóng người ngoài đám lúa cất lời. Thấy tiếng hát cười là gió sớm đến mời người ơi đàn đi. Hát nhanh lên nào. Giọt sông ra về cùng tiếng hát tiếng cười, thập to bóng người ngoài đám lúa cất lời. Thấy tiếng hát cười là giọt sông đến mời người ơi đàn đi. Hát nhanh lên. Giọt sông ra về cùng tiếng hát tiếng cười, thập to bóng người ngoài đám lúa cất lời. Thấy tiếng hát cười là giọt sông đến mời người ơi đàn đi. Đàn đi. Ôi đã quá, quá đau. Ôi đã quá, quá đau rồi nha. Ôi mê đi. Một tràng pháo tay làm gì cho các Phượng và Phan Đức Thông thưa quý vị. Và cảm ơn tất cả các bạn của con của nhà hát vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ cho tiết mục này. Cảm ơn các bạn. Xin chào thuyền trưởng. Nay thuyền trưởng rất là đẹp với ánh mắt này. Rất là đẹp và răng cũng đẹp nữa. Hôm nay, vâng. Thưa quý vị, chắc là phải mời ngay anh Lê Minh Sơn, anh nhìn rất là đăm chiêu ạ. Tôi nghĩ là có ác độc nếu như không phải là ví như là thuyền trưởng cướp biển đâu mà ác độc cỡ Lê Hoàng chắc phải cho đôi này điểm khá khá đây chứ. Tôi không biết Lê Quang lấy người nghĩ như thế nào, nhưng tôi thấy là quả thật là hôm nay các bạn ba cái cặp đôi này đánh đố, riêng cá nhân tôi không biết các quý vị giám khảo ngồi nào, thật sự là một sự đánh đố vô cùng. Mỗi một tiết mục có một cái điều rất là đặc biệt của các bạn. Và bây giờ thì nhường lời lại cho hai bạn vị giám khảo ngồi bên cạnh tôi. Dạ, xin mời anh Lê Quang ạ. Thì thật sự ra là rất là bất ngờ cái tiết mục này. Tại vì Cát Phượng là một người không phải là ca sĩ, nhưng mà rõ ràng ở tiết mục này thì cái tiếng hát của Cát Phượng đã
hầu như làm mọi người không tập trung vô cái giọng hát gì, cách hát của các Phượng nữa, mà về cái tính trình diễn của tiết mục này thì Lê Quang thấy rất là xuất sắc. Và xin mời chị Lưu Thị Hương, chị nghĩ sao? Thì tôi lại thấy là chị Cát Phượng làm được một cái điều rất là hay, là chị lên giọng giả thanh, và cái giọng hát của chị tôi nghĩ là nó sẽ trẻ mãi, không bao giờ già. Nhắm mắt lại thì có lẽ là nghe như là một bé 7-8 tuổi hát vậy. Xin cảm ơn nhạc sĩ Lưu Thị Hương, một tràng pháo tay nữa cho Cát Phượng và Phan Đình Tùng, thưa quý vị. Cảm ơn các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, và yêu thích cặp đôi nào, quý vị và các bạn hãy nhớ mã số bình chọn của họ vào cuối chương trình. 15 phút cuối Trấn Thành sẽ thông báo khi tổng đài mở ra. Quý vị hãy nhắn tin bình chọn cho họ để bảo vệ những cặp đôi mà mình yêu thích, để họ có cơ hội cao hơn để nhận được giải thưởng quán quân của đêm thi ngày hôm nay. Và vị khán giả may mắn sẽ được tổng đài lựa chọn ngẫu nhiên để có thể sở hữu được một chiếc điện thoại iPhone 5 32GB do Vinaphone cung cấp. Và bây giờ thì không biết là họ đã vào gặp Viu Anh chưa nào? Vâng ạ, Cát Phượng và Phan Đình Tùng đang đứng gần với Viu Anh đây. Và chúng ta vừa được nghe một ca khúc hay, lại được có những tràng cười thoải mái, thật là thú vị phải không ạ? Với phần trình diễn vừa rồi thì ban giám khảo sẽ dành cho cặp đôi của chúng ta là bao nhiêu điểm? Xin mời Trấn Thành. Đầu tiên xin mời nhạc sĩ Lê Quang. 9 điểm. Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. 10. Nhạc sĩ Lê Minh Sơn. 10. Và như anh Lê Minh Sơn nói, liệu cái người có lòng dạ không có được hiền lành cho lắm, có cho điểm lành hay không? Đạo diễn Lê Hoàng, 9 điểm. Chúc mừng các bạn. Chúc mừng ạ. Chúc mừng cặp đôi của chúng ta đã có một số điểm rất là lớn. Và thưa quý vị, như quý vị cũng đã biết thì ngoài sự đánh giá của ban giám khảo, phần còn lại là quyết định của tất cả quý vị. 50% phần bình chọn là quyết định của quý vị. Quý vị hãy nhắn tin và bình chọn cho cặp đôi mà mình yêu thích với mã số là 04 và gửi về tổng đài của chúng tôi ở 15 phút cuối của chương trình 7557. Xin cảm ơn anh chị và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở phần sau của chương trình. Thưa quý vị thân mến, vừa rồi thì quý vị cũng đã xem những tiết mục rất là đặc sắc, rất là hấp dẫn của chương trình Cặp đôi hoàn hảo. Bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng nghỉ giải lao trong giây lát trước khi đến với phần tiếp theo của chương trình. Trấn Thành xin được chào đón toàn thể quý vị và các bạn đang trở lại với chương trình Cặp đôi hoàn hảo năm 2013. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với ba ca khúc với phần trình diễn của ba cặp đôi, và đó là thể loại nhạc với tiết tấu nhanh. Và bây giờ chúng ta sẽ lắng động lại một tí để đến với thể loại nhạc có tiết tấu chậm hơn. Và chắc chắn rằng là cả ba cặp đôi cũng sẽ mang đến cho quý vị nhiều thông điệp thật là đặc biệt và thú vị trong cuộc sống với cái bài diễn của họ. Và bài diễn đầu tiên, Trấn Thành cũng xin được nói với quý vị một thông điệp như thế này: là trong cuộc sống chúng ta có rất là nhiều sự lựa chọn, nhưng nếu chỉ có một sự lựa chọn thì điều đó sẽ như thế nào? Sẽ như thế nào nếu như trong 10 cặp đôi chỉ còn có một cặp đôi là hoàn hảo? Sẽ như thế nào nếu như trong ban giám khảo chỉ còn một mình Lê Hoàng? Sẽ như thế nào nếu như đêm nay chỉ còn một đêm nữa cặp đôi hoàn hảo sẽ chia tay với chúng ta? Và sẽ như thế nào nếu như chỉ còn một ngày nữa để sống? Nếu hỏi quý vị, chỉ còn một ngày nữa để sống, quý vị có biết làm gì không ạ? Nếu không biết, hãy nghe họ hát, Thanh Thúy và Dương Triệu Vũ. Nâng ta lên qua bước đời trên vai.
Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta chưa hết lỗi lầm, làm sao ta thanh thản tâm hồn, xin đôi tay đi giữa hừng đông. Vũ và Thanh Thúy thưa quý vị. Và xin cảm ơn nhà hợp xướng, cảm ơn các bạn rất nhiều đã hỗ trợ cho tiết mục này. Trong ca khúc Nếu Như Chỉ Còn Một Ngày Để Sống thì Thành thấy rằng họ tập trung hát cứ như là nếu chỉ còn một ngày để hát. Rõ ràng là rất là lắng động. Và không biết là anh Lê Hoàng nghĩ sao về tiết mục này? Tôi nghĩ rằng là tiết mục này cực kỳ hay. Nghĩa là các bạn hát rất là cảm xúc. Và tôi cho rằng là chỉ có một điểm để cho. Dạ vâng. Thưa quý vị, đừng vội mừng khi anh Lê Hoàng khen. Anh Lê Minh Sơn, anh nghĩ sao ạ? Tôi thì hôm nay là buổi cuối cùng thì cũng để cho giám khảo xin phép ban tổ chức giám khảo được bày tỏ một chút. Thật ra tôi chấm cái cuộc thi này, mọi người bảo tôi làm sao mà chấm toàn điểm 10, nhưng thế này không chấm 10 không được. Bởi vì thứ nhất là có một cái mà tôi cảm thấy là rất là hạnh phúc khi mà thấy thấy Thanh Thúy càng ngày càng hát tốt lên rất là nhiều, các bạn ăn xăm rất là hòa quyện. Nhưng mà chỉ có một điều tôi gợn duy nhất thôi, tức là Vương Triều Vũ hát cái đoạn đầu hơi giống Đàm Vĩnh Hưng quá. Dạ chắc thầy trò cũng có ảnh hưởng chứ không anh. Tôi chào tay nồng nhiệt cho Thanh Thúy và Vương Triều Vũ thưa quý vị. Cảm ơn các bạn, một ca khúc rất lắng động, xin cảm ơn các bạn. Mời các bạn vào trong. Quý vị và các bạn thân mến, và chúng ta hãy tiếp tục bình chọn cho họ vào 15 phút cuối của chương trình quý vị nhé. Và quý vị hãy nhớ mã số của họ bây giờ để dành nó đi. Và 15 phút cuối chương trình khi mà Trấn Thành xướng tên, quý vị hãy nhắn tin bình chọn cho họ. Và thưa quý vị, ngoài giải thưởng cao nhất dành cho cặp đôi quán quân là 250 triệu, sẽ có một giải thưởng dành cho cặp đôi ấn tượng nhất của mùa giải năm nay. Đó là một cặp mì Hảo Hảo bằng vàng trị giá 100 triệu đồng. Và bây giờ thì xin mời Vy Oanh. Đẹp đôi quá anh. Chị Thúy với anh Dương Trường Vũ ngày hôm nay rất là đẹp. Và ca khúc vừa rồi thì lại được anh chị thể hiện một cách rất là tròn trịa, một ca khúc ý nghĩa. Và bây giờ Vy Oanh cũng như là cặp đôi của chúng ta đang nóng lòng muốn biết số điểm của ban giám khảo. Xin mời Trấn Thành. Xin mời nhạc sĩ Lê Quang. 10. Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. 10. Nhạc sĩ Lê Minh Sơn. 10. Nếu như chỉ còn một điểm để cho, Lê Hoàng sẽ cho điểm mấy? 10. Thưa quý vị, điểm tuyệt đối 4 và 10. Một số điểm rất cao, 4 số 10. Vy Oanh xin được chúc mừng một lần nữa. Em thật sự là xúc động thay cho anh chị, bởi vì đứng đây và cảm nhận được cái không khí này. Chị Thúy cảm thấy như thế nào? Bây giờ thật sự cái điểm 4, điểm 10 này á,
cái niềm hạnh phúc của Thúy nó vỡ hòa. Bởi vì sao? Từ đầu chương trình đến giờ anh Lê Hoàng chưa bao giờ cho Thúy điểm 10 cả. Và đây là lần đầu tiên anh Lê Hoàng cho điểm 10. Có lẽ là bây giờ không biết là còn bình tĩnh để hát tiếp bài tiếp theo không ạ? À? Thúy à, nếu mà Thúy không bình tĩnh thì bài là... sau anh Lê Hoàng sẽ không cho điểm 10 nữa. Vũ chỉ có thể nói là hôm nay sao mà anh Lê Hoàng đẹp trai đặc biệt như vậy. Với những tình cảm đặc biệt của quý vị khán giả như vậy thì Vân nghĩ rằng là chúng ta phải bình tĩnh một chút xíu đi để còn thi cái phần cuối cùng nữa, rất là quan trọng ạ. À, bây giờ thì quý vị khán giả thân mến, mã số của họ là 07. Quý vị vẫn hãy tiếp tục nhắn tin và bình chọn cho họ ở 15 phút cuối của chương trình quý vị nhé. Và bây giờ thì anh chị ơi, chúng ta hãy cùng trò chuyện với nhau thêm một chút xíu nữa đi. Chị Thúy cảm thấy như thế nào khi mà ngày hôm nay Vân có cảm giác giống như là chị Thúy đang hát, giống như còn một ngày cuối cùng để hát trong chương trình Cặp Đôi Hoàn Hảo thôi. Thì không biết là sau này thì chị có định trở thành ca sĩ hay không? Chắc chắn tôi trả lời liền luôn là không ạ. Khi mà tham gia cuộc thi này rồi thì thấy là để làm một ca sĩ mà thực sự gọi là ca sĩ á, thì đúng là mình còn phải trau dồi nhiều lắm. Và thậm chí là mình phải bỏ luôn cái nghề diễn viên của mình để mình có thể tập trung luyện thanh và chỉ một nghề thôi thì mới được. Nhưng mà Thúy thì yêu nghề diễn viên lắm cho nên không thể nào bỏ được. Có thể Thúy sẽ gặp gỡ quý vị khán giả trong những cái chương trình mà Thúy hát giao lưu thôi. Mong rằng quý vị cũng sẽ ủng hộ Thúy giống như chương trình này nha. Anh Vũ thì chắc là cũng sẽ có lời cảm ơn đến tất cả những quý vị khán giả yêu mến mình đúng không ạ? Tại vì đêm nay đêm cuối cùng rồi, nếu mà không nói thì sợ là không còn nhiều cơ hội để nói. Vũ xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngắn gọn, xúc tích nhưng mà ý nghĩa. Xin được cảm ơn tất cả quý vị và xin cảm ơn phần trình diễn của anh chị ngày hôm nay. Xin được cảm ơn. Bây giờ thì xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn. Chúng ta cùng chào đón sự trở lại của cặp đôi Khương Ngọc và Mỹ Lệ. Anh nhớ có đôi lần anh nói thức dậy cùng em, cùng đón bình minh và dang đôi tay che chở cho em suốt đời. Em nhớ có đôi lần anh hứa mình tựa nhau cùng ngắm hoàng hôn, để khi giọt nước mắt em rơi tuôn, anh dang đôi tay sắt chia nỗi buồn. Rồi hoàng hôn buông như sẽ thêm em nỗi hoàng hôn. Bàn tay em run nước mắt hương hồ tuôn rơi, bàn tay em đón. Cảm ơn anh cho em bên anh tháng này, cảm ơn anh đôi tay ôm đôi vai gầy. Cảm ơn anh để em biết anh yêu em nhiều biết mấy. Phút yêu thương qua đi không quay trở lại, mắt môi kia trong sâu nơi con tim ngây dại. Cảm ơn anh cho tim em một lần nữa trở lại, mắt môi kia chôn sâu nơi con tim ngây dại. Cảm ơn em cho tim em một lần được yêu. Cảm ơn anh cho em bên anh tháng ngày. Cảm ơn anh đôi tay ôm đôi vai gầy. Cảm ơn anh. Yêu thương qua đi không quay trở lại, mắt môi kia trong dòng nơi con tim này dài. Cảm ơn anh cho tim em một lần được yêu. Cảm ơn anh.
cho trái tim em một lần được yêu. Thưa quý vị, Khương Ngọc và Mỹ Lệ. À, xin cảm ơn các bạn, rất là xúc động. Đỡ bên này xuống được không? Đó. Được không chị? Chứ ăn bận chi cho dài rồi giờ khổ này thiệt á. Rồi. Cảm ơn chị. Rồi thì chị đứng đây nha. Thưa quý vị, rõ ràng là chúng ta cảm thấy ca khúc này vừa rồi rất là xúc động, là bởi vì ngay cả cái ca từ trong bài hát là cảm ơn anh và cho chúng ta đã một lần được yêu. Và bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể thấy được rằng là nếu như chúng ta xét thì Khương Ngọc là một bạn rất là có tài, nào là ca sĩ nè, rồi đóng kịch nè, rồi là đóng phim, rồi bây giờ là sáng tác nhạc. Bài vừa rồi là của Khương Ngọc sáng tác, thưa quý vị. Phải nói là rõ ràng là Khương Ngọc cái gì cũng có thể làm được. Tôi có cảm giác là trên đời này không có cái gì mà không dám làm á Khương Ngọc à. Bây giờ chắc là bây giờ phải mời giám khảo thôi. Xin mời giám khảo Lê Quang ạ. Thật sự là Lê Quang nghe bài của Dương Triệu Vũ và của Dí Thanh Thúy và bài của Khương Ngọc Mỹ Lệ, thật sự là rất là khó để mà đưa ra nhận xét cho như điểm số. Nhưng mà thật sự là Mỹ Lệ thì Lê Quang khỏi nói rồi, thì hát quá hay rồi. Nhưng mà hôm nay là rất là bất ngờ với Khương Ngọc. Cái bài hát một kiểu như thế này mà Khương Ngọc trình bày được như thế thì Lê Quang rất là mừng và rất là chúc mừng cho Khương Ngọc trong tiết mục này. Cảm ơn. Xin mời anh Lê Minh Sơn ạ. Cho tôi mượn cái sân khấu cặp đôi hoàn hảo để tỏ tình Mỹ Lệ, là tôi rất yêu tiếng hát của cô. Cô là một nội lực, phải nói một cái nội lực, và không những là một cái nội lực mạnh mà cái mạnh nhất của cô là cái chính là cái sự tinh tế, cái sự tiết chế. Còn tôi không thích cái câu của Trấn Thành là Khương Ngọc làm gì cũng giỏi, thật ra cũng không đâu. Cái bài hát này nếu không có Mỹ Lệ thì tôi nghĩ rằng nó sẽ có một vấn đề gì đó, nó mời Lê Hoàng. Không thì đúng vậy. Vì thế này này, cái giọng ca của Khương Ngọc trong hôm nay rất là hay. Nhưng mà cái bài này phải nói là Khương Ngọc sáng tác quá khó đi. Thế là nếu mà không có những cái sự gọi là điều khiển của chị Lệ á, thì cái là bài này nó ở tình trạng là hoặc là rất hay hoặc là rất dở. Thì hôm bây nay các là tình trạng nào anh? Dạ, thôi tôi sẽ không nói. Nói chung là đây là một tình trạng rất là căng ha. Nói chung là chị Lệ đã chỉ ra cái điều chỉnh tốt của mình. Đó, anh gặp đầu, anh gặp đầu. Thưa quý vị, một lần nữa một tràng pháo tay để chúc mừng cho Khương Ngọc và Mỹ Lệ với một ca khúc rất là tâm trạng. Và hy vọng là cái tình trạng này sẽ được giải quyết chốc nữa thôi. Cảm ơn hai bạn, xin mời các bạn vào trong. Quý vị khán giả thân mến, mà chúng ta đừng quên là tiếp tục nhớ mã số của họ để 15 phút cuối cùng bình chọn cho họ. Vừa rồi là một ca khúc nữa ở thể loại là tiết tấu chậm, và Thành hy vọng là quý vị và các bạn sẽ tiếp tục giữ cảm xúc đó để theo dõi cho hết đêm nay. Và đừng quên bình chọn cho các cặp đôi thí sinh để chúng ta có một cơ hội sở hữu một điện thoại iPhone 5 32GB do Vinaphone cung cấp. Và bây giờ thì Thành xin mời Vy Oanh. Với một ca khúc với nhiều ý nghĩa như vậy thì quý vị khán giả xem truyền hình có lẽ là đang hình dung anh chị đang dành lời cảm ơn tốt đẹp cho nhau. Nhưng mà anh thấy là thấp thoáng trên màn hình lại có những hình ảnh của ekip của chương trình Cặp đôi hoàn hảo. Không biết là còn ý nghĩa nào khác nữa không ạ? Đến với vòng thi này thì Mỹ Lệ và Khương Ngọc chỉ muốn cống hiến tất cả những gì đẹp nhất cho khán giả, và cũng như là muốn cảm ơn toàn bộ ekip, cấp trên xa, ban nhạc, ban giám khảo, khán giả và tất cả mọi người đang đồng hành và dõi theo chương trình Cặp đôi hoàn hảo. Mỹ Lệ và Khương Ngọc chỉ muốn nói là cảm ơn mọi người. Duyên cũng thay mặt cho tất cả quý vị và ekip chương trình cảm ơn chị và anh Khương Ngọc đã đem đến cho chương trình rất là nhiều tiết mục hay và hấp dẫn. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với số điểm của ban giám khảo, xin mời. Và bây giờ là điểm số từ ban giám khảo. Đang rất là đau đầu, nhạc sĩ Lê Quang đang đắn đo điểm số mà anh sẽ đưa lên ngay bây giờ. Xin mời nhạc sĩ Lê Quang. 10. Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. 10. Nhạc sĩ Lê Minh Sơn. 9 điểm. Và đạo diễn Lê Hoàng. 9 điểm. Quý vị khán giả thân mến, nếu thực sự yêu thích phần trình diễn của họ, quý vị khán giả hãy nhắn tin và bình chọn cho họ 10 và gửi về tổng đài của chúng tôi 7557 ở 15 phút cuối của chương trình quý vị nhé. Xin được cảm ơn phần trình diễn của anh chị.
Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục rất là đặc sắc, cùng chào đón sự trở lại của cặp đôi Phan Đen Tùng và Cát Phượng. Mệt nha, gà chứ đâu phải chó đâu mà sương. Ê, quen lắm nha. Đừng, từ, bình tĩnh. Gọi về để nói không gì hết chứ. Thôi em về à. Vậy về hả? Không biết tính sao hả? Trời ơi. Trời ơi là trời, bắt con ơi, chồng tôi có vợ bé mà tôi không biết. Có đâu, bạn. Bạn cái gì? Không có nói nhiều nữa. Ly gì? Em không có cố ý, trời ơi à. Trời ơi, cái cây này nó lợi hại dữ lắm trời. Không lẽ cái cây này quýnh kháng chồng tôi không mới, trời ơi. Cây này ngộ quá. Quá nhức đầu quá, nhức đầu quá. Ngồi buồn nhìn chiếc lá rơi, lá rơi lá rớt ngỡ hò, lá rơi lá rớt lá lại rớt à. Anh chào em tên nào mà em đã vội quên tên buồn, một đêm thấy em vui bên ai ngoài hiên đường vắng đầy mưa. Những hận ghen nhỏ nhói tiếc nuối làm chi, yêu thương và gì cả, thả ra mấy nỗi tiếc chia tay. Thank you.
Thưa quý vị, Cát Phượng và Phan Thế Tùng, cặp đôi xả rác nhiều nhất đêm nay. Vâng. Tính đi, tính đi, tính. Tôi thì tôi không biết là các bạn có điên thật hay không, nhưng mà sau khi hít cái bụi này vào, tôi không biết là tôi có bình thường hay không đây. Là chỉ có những người không bình thường mới nghĩ ra những tiết mục không bình thường như thế này. Và thường những người không bình thường họ hay làm ra những điều phi thường. Và xin mời nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. Phải nói là các rocker phải xem lại, bởi vì là chị Cát Phượng hôm nay chị nổi loạn, nhưng mà tất cả những cái giọng hát của chị từ các chị rock tôi thấy là rất bình thản, điên mà không điên. Tôi thấy là cái cách mà chị trình bày trên sân khấu thì tất cả những cái tiết mục mà từ tôi sâu chuỗi lại từ đầu đến giờ, những cái sự sáng tạo luôn làm khán giả bùng nổ ở sân khấu. Cái điều này tôi thật là cảm ơn Phan Đình Tùng và Cát Phượng khi đến với cặp đôi hoàn hảo. Xin cảm ơn nhạc sĩ Lưu Thiên Hương và xin mời đạo diễn Lê Hoàng ạ. Phải nói là rất là khó chấm Cát Phượng, bởi vì rằng là Cát Phượng nghĩ ra một cái dòng nhạc riêng, một cái cách trình bày riêng mà không có cái theo cái tiêu chuẩn gì cả. Điều này em đã nói từ lâu rồi. Thì đã là lâu rồi, thành ra thế này. Bây giờ nếu mà chấm về âm nhạc thì là một đằng, mà lại chấm về gọi là cái hiệu quả sân khấu thì lại một đằng. Tôi vẫn cực kỳ phân vân. Anh à, cuộc đời đôi khi nó không cần biết người ta làm như thế nào, chỉ cần là hay hay là không, mà mình thích hay không thôi anh à, đúng không ạ? Đúng không quý vị? Dạ. Tôi không biết là như thế nào, nhưng mà đây là những ca khúc đã làm nên sự thành công của ca sĩ Phương Thanh. Hôm nay thấy là ca sĩ Phương Thanh cũng ngồi dưới cổ vũ cho đội này. Và Thành hy vọng là đêm nay ca khúc này cũng sẽ làm nên sự thành công cho Cát Phượng và Phan Đình Tùng, đồng ý không ạ? Một tràng pháo tay nồng nhiệt cho cặp đôi Cát Phượng và Phan Đình Tùng, thưa quý vị. Cảm ơn hai bạn. Tôi rất mong là bộ phận hỗ trợ sẽ có đủ thời gian để có thể làm sạch sân khấu, bởi vì cặp đôi này xả rác nhiều quá. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã liên tục ủng hộ cho các cặp đôi trong đêm nay. Và đừng quên mã số bình chọn của họ để cuối giờ chúng ta có thể bình chọn vào 15 phút cuối chương trình. Và thưa quý vị, giải thưởng Thành sẽ được nhắc lại, đó là hai chiếc điện thoại iPhone 5 32GB do Vinaphone cung cấp. Và ngoài ra chúng ta cũng sẽ có được những giải thưởng của nhà tài trợ Hào Hảo trao tặng, đó là dành cho cặp đôi ấn tượng nhất của mùa giải năm nay với một cặp mì Hào Hảo bằng vàng trị giá 100 triệu đồng. Xin mời Vy Oanh. Không biết là anh chị mất trí nhớ rồi, có còn nhớ mã số bình chọn của cặp đôi mình không? 44, phải lấy cái tay lên đưa số 4. Đợi cái tay chị đưa lên là hết thời gian của chương trình. Số 4, dạ em nhắc lát nữa đừng có quên nha. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với số điểm ban giám khảo. Rất là nhiều lời khen, Vy Oanh hy vọng rằng là sẽ có một số điểm rất cao. Vy Oanh nghĩ rằng họ rất là xứng đáng. Thưa quý vị, họ không những họ trên sân khấu họ điên mà còn làm cho chúng ta điên đảo nữa. Xin mời nhạc sĩ Lê Quang. Chín điểm. Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, 10. Nhạc sĩ Lê Minh Sơn, 10. Và đạo diễn Lê Hoàng, 9 điểm. Thưa quý vị, 50% sự quyết định vẫn thuộc về quý vị. Nếu quý vị thật sự yêu thích cặp đôi Phan Đình Tùng và Cát Phượng và mong muốn họ sẽ trở thành quán quân của mùa giải năm 2013, thì hãy nhắn tin bình chọn cho họ với mã số là 04 và gửi về tổng đài của chúng tôi 15 phút cuối của chương trình với mã về tổng đài của chúng tôi là 7557. Xin được cảm ơn tất cả quý vị. Cảm ơn phần trình diễn của anh chị. Bây giờ thì Doanh tin rằng quý vị khán giả đã có những phần thưởng thức, đã có những thời gian rất là thú vị với chương trình Cặp đôi Hoàn hảo, phải không ạ? Bây giờ thì Vân xin mời quý vị cùng nghỉ giải lao trong giây lát. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang trở lại với chương trình Cặp đôi Hoàn hảo năm 2013. Kính thưa quý vị, chúng ta đã đến với hai thể loại nhạc, một thể loại nhạc với tiết tấu chậm và một thể loại nhạc với tiết tấu nhanh. Ba cặp đôi trong đêm chung kết ngày hôm nay đã mang đến cho khán giả rất nhiều cảm xúc, rất nhiều màu sắc trên sân khấu và rất nhiều những trạng thái khi họ trình diễn tiết mục của mình. Nhưng Thành nghĩ đây sẽ là lúc họ ghi lại dấu ấn đậm nét nhất của mình trong cuộc thi Cặp đôi Hoàn hảo năm 2013 với dòng nhạc Những bài ca đi cùng năm tháng. Và hy vọng rằng là những tiết mục của họ sau đêm nay cũng sẽ ghi vào lòng của quý vị theo năm tháng. Thưa quý vị và các bạn, nhìn xung quanh Trấn Thành hiện nay với cái sự bài binh bố trận như thế này, quý vị cũng có thể đoán được cặp đôi nào rồi phải không ạ? Thưa quý vị, Đất nước lời ru ngay bây giờ sẽ được thể hiện qua tiếng hát của Thanh Thúy và Dương Triệu Vũ.
dù cả cuộc đời, dù còn ở lời ru cất lên từ ngàn đời. Quý vị, Thanh Thúy và Dương Triệu Vũ, và xin cảm ơn tất cả nhóm múa và tất cả các anh chị nghệ nhân đã hỗ trợ cho tiết mục này. Có thể nói là không dám nói đây là cặp đôi hoàn hảo, nhưng bây giờ Thành có thể chắc là tạm gọi cặp đôi này là cặp đôi hoàn mỹ của chương trình, là bởi vì họ rất là siêng năng, và quý vị thấy rõ ràng là sự đầu tư họ rất là nghiêm túc cho từng tiết mục, một tiết mục rất là lộng lẫy trên sân khấu. Và mấy mình xuống mình nghe giám khảo nói chuyện hay mấy em. Rồi, cảm ơn các bạn. Trước tiên là xin mời nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Cái mà ghê gớm nhất của các bạn tạo ra là các bạn có một cái đường đi dài hơi rất là ghê gớm. Tôi còn nhớ những cái vòng 1, vòng 2 các bạn còn có những cái sự chệch choạc. Thanh Thúy thì lúc bấy giờ còn run lắm, còn hát, còn mọi thứ. Nhưng càng về sau các bạn càng ghê gớm. Những cái sự đầu tư của các bạn, những cái người phù thủy đứng sau lưng các bạn. Và tôi nghĩ rằng đây không còn là một cuộc chơi giải trí đơn thuần nữa, mà cái tính nghệ thuật của các bạn rất là cao. Cá nhân rất thích Đất Nước Lời Ru của nhạc sĩ Văn Thành Nho, bởi vì nó một cái gì đó nó rất Việt Nam và rất hiện đại. Chúc mừng hai bạn. Thành thấy là nhạc sĩ Lưu Thiên Hương cũng có nhún nhảy trong suốt quá trình các bạn trình diễn, không biết chị nghĩ sao về tiết mục này? Thực ra thì tôi thấy từ đầu đến giờ cặp đôi này, tôi tính sơ sơ ra thì nếu mà được tiền giải thưởng của giải nhất thì các bạn cũng lỗ vốn to.
Các bạn ấy đầu tư kinh quá từ đầu đến giờ. Nhưng mà tôi thấy đấy là một cái chơi nghệ thuật. Chúng tôi, nghệ sĩ chúng tôi không tính toán đến cái việc là được giải thưởng hay bất kể cái gì. Họ, cái việc họ đưa lên sân khấu tất cả những cái gì tinh túy túy nhất, đó chính là những, đó chính là nghệ sĩ. Mà tôi trân trọng điều đó các bạn. Dạ vâng, xin cảm ơn những lời nhận xét tích cực từ ban giám khảo dành cho cặp đôi Thanh Thúy và Dương Triệu Vũ. Chắc là Thúy cũng có gì muốn chia sẻ phải không? Dạ có, vì đây là tiết mục cuối cùng của Thúy và Vũ rồi à, và đây là chương trình mình cũng sẽ kết thúc. Cho nên Thúy rất mong nghe được nhận xét từ bốn vị giám khảo luôn ạ à. Đặc biệt là anh Lê Hoàng. Vậy thôi, nếu mà muốn đặc biệt thì chắc là anh Lê Hoàng nói trước luôn đi, rồi tới anh Lê Hoàng. Xin mời anh Quang ạ à. Thật sự thì Hương và Lê Minh Sơn đã nói hết rồi. Các bạn đã đầu tư cho một cuộc chơi, nhưng mà Lê Hoàng nghĩ rằng sau đêm này thì mặc dù Thanh Thúy có theo nghề ca hát hay không thì Lê Quang cũng không biết, nhưng mà các bạn cũng có thể là một đôi song ca rất là hoành tráng ở các sân khấu ca nhạc. Cảm ơn nhạc sĩ Lê Quang. Và bây giờ thì đừng hối hận khi hỏi anh Hoàng với Thúy. Mời anh. Tôi nghĩ rằng là Thúy có nói rằng Thúy không trở thành ca sĩ. Thúy nên suy nghĩ lại, vì là có những ca sĩ như Thúy thì cũng có những khán giả như Hoàng. Hôm nay chúng ta thấy được rằng có một sự từ bi rất là rộng mở từ anh Lê Hoàng với tất cả các tiết mục của chương trình. Vâng, một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Thanh Thúy và Dương Triệu Vũ với một tiết mục được dàn dựng rất công phu trên sân khấu, thưa quý vị. Cảm ơn hai bạn. Thưa quý vị, có thể nói rằng là cặp đôi hoàng hảo năm nay chúng ta thấy được mức độ quy mô đầu tư của các cặp đôi hoàn toàn không nhỏ, bởi vì họ đã mang sân chơi của mình như là một món ăn tinh thần. Họ mang đến cho khán giả những sản phẩm được cống hiến, được dàn dựng, đầu tư thật là kỹ lưỡng. Và Thành cũng xin quý vị hãy ghi nhận được những tấm lòng của tất cả những người nghệ sĩ yêu nghề như thế này. Và chúng ta cũng hãy nhớ mã số bình chọn của họ để 15 phút cuối chương trình có thể bình chọn và ủng hộ cho họ. Và không biết là Vy Oanh đã gặp gỡ được hai người bạn của chúng ta chưa nào? Trấn Thành ơi, Vy Oanh đang đứng cạnh với anh Dương Triệu Vũ cũng như chị Thanh Thúy đây. Và chúng ta đã có 4 điểm 10 rồi. Bây giờ thì không biết là số điểm như thế nào thì chị Thúy với anh Vũ mới cảm thấy vui ha. Bây giờ là tiết mục cuối cùng rồi, cho nên là sao Thúy cũng cảm thấy vui hết. Và đang rất là mong chờ để nghe những điểm số từ ban giám khảo ạ. Nhưng mà chắc chắn là 4 số 10 sẽ vui hơn. Và anh hy vọng rằng là sau khi biết số điểm của ban giám khảo thì cặp đôi của chúng ta sẽ xúc động hơn lúc nãy nữa. Xin mời số điểm của ban giám khảo. Và bây giờ là số điểm từ ban giám khảo, nhạc sĩ Lê Quang. 10. Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. 10. Nhạc sĩ Lê Minh Sơn. 10. Và đạo diễn Lê Hoàng. 9 điểm. Xin chúc mừng các bạn. Nên một lần nữa xin được chúc mừng, từ đầu đến giờ thì số điểm của cặp đôi của chúng ta đã rất là cao rồi. Và chị Thanh Thúy ơi, bây giờ thì anh em chúng ta cùng trò chuyện với khán giả thêm một chút nữa. Thì anh thấy rằng là cứ mỗi tiết mục là lại một cái dàn dựng công phu như vậy, và từ đầu chương trình đến giờ thì có rất là nhiều tiết mục như vậy. Không biết là anh chị đã phải khó khăn như thế nào khi mà mỗi đêm diễn. Thì anh mời anh Dương Triệu Vũ. Thực ra là cái bài Đất Nước Lời Ru này là Vũ đòi hỏi từ Thanh Thúy khó nhất từ trước đến giờ. Tại vì ngoài hát ra mà Vũ cho Thúy hát một cái quãng rất là cao, gần như opera vậy đó. Nhưng mà Vũ cũng thật sự không tưởng tượng nổi một cô gái mà hát bài Nỗi Lòng cái đêm đầu tiên tới đêm cuối cùng lại có thể hát được bài Đất Nước Lời Ru một cách trọn vẹn. Biết sao hát được trọn vẹn không? Trước khi mà đi đến chương trình này Thúy bị chích 5 mũi đó. Có nghĩa là chị đã bị bệnh đúng không ạ? Như vậy thì tập luyện như thế nào ạ? Tập thì chắc Thúy cũng không biết nói như thế nào. Thúy có thể thức đến 2-3 giờ sáng để tập. Thậm chí là trong cái đầu Thúy, và Thúy nhìn tất cả mọi người thân yêu trong gia đình Thúy đều ra cái chữ cặp đôi hoàn hảo hết. Phải nói là cặp đôi hoàn hảo lúc nào cũng trong tâm trí, kể cả lúc ăn, lúc ngủ. Vậy anh Dương Triệu Vũ, anh muốn nói thêm gì với khán giả? Tức là nếu như mà Thúy nói vậy, tức là Thúy mở mắt ra nhắm mắt lại chỉ thấy mình Vũ đúng không? Bởi vì khi đến với chương trình Cặp Đôi Hoàn Hảo thì phải nhớ tới anh Vũ thì tiết mục của chúng ta mới xuất sắc, mới hay được. Vy Oanh xin nhắc lại với quý vị khán giả, cặp đôi của ta, mã số của họ là 07. Và quý vị khán giả hãy gửi về tổng đài của chúng tôi ở 15 phút cuối của chương trình 7557. Xin được cảm ơn phần trình diễn của anh chị. Xin được hẹn gặp lại vào cuối chương trình. Bây giờ thì chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón cặp đôi Khương Ngọc và Mỹ Lệ.
cơn gạo như đã đánh đi, sóng bom bo sẵn có tôi chảy đây, người bom bo sẵn có đôi bàn tay với tình yêu nước và phù dẫn ngày ngày. Lửa bom bo tiếng chảy trong rừng đêm tua sáng, cháy lên bập bùng được sống tự do. Cơm áo lành no sẽ làm bom bo nhớ ơn giải phóng, tiếng nhịp chảy ba nhớ những người chiến sĩ ngày đêm không nghỉ vì dịp giặc mì giải phóng cho dân mình. Nay số con dân khô để mồ hôi ta đổ bể hương, người hậu phương tiếp lương gửi đàn, ta bên bạn là bạn bên mình cùng đồng tình là giặc thua ta. Tiếng nuôi reo ra lời ca trong vắt, nhìn trong đôi mắt chỉ thay mỗi người nụ cười tin chắc tương lai. Cung 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 cắt cung 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 cắt cung 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 lửa bập bùng tiếng trời mưa cắt cung 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 trong rừng đêm đùa xa. Cơn áo lạnh no sẽ làm bom bo nhớ ơn giải phóng, những nếp chảy ba nhớ những người chiến sĩ ngày đêm không nghỉ vì dịp giặc mỹ giải phóng cho dân mình. Nay số con gian khổ mồ hôi ta đổ làm nương vai dây giữ lấy quê hương, người hậu phương tiếp lương gửi đàn, ta bên bạn là bạn bên mình cùng đồng tình, cùng đồng tình, cùng đồng tình là giặc thua ta. Tiếng súng phước lòng chào mong tình ta, người đi xa ta rồi sẽ có ngày về đường này hăng sắp bom bo, lại nghe tiếng chảy nhịp nhà cùng chiến sắp bom bo. Tiếng chảy nhịp nhàng trên sắp bom bo. Thưa quý vị, một phần trình diễn rất độc đáo và một màu sắc hoàn toàn lạ mắt của cặp đôi hoàn hảo năm nay. Tiếng chảy trên sắp bom bo với phần trình diễn của Khương Ngọc, Mỹ Lệ và nhóm Vocal Musical. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Vâng, thưa quý vị, lựa chọn phong cách thể hiện với phong cách a cappella thì đó là một cái điều cũng rất là liều lĩnh trong một cái cuộc thi, mà nhất là đối với vòng chung kết ngày hôm nay. Không biết là anh Lê Minh Sơn nghĩ sao ạ? Tôi thấy là một điều như thế này này. Thật ra hôm nay thì tiết mục nào cũng xứng đáng hết. Thật ra hôm nay cặp đôi nào cũng chiến thắng hết. Đối với riêng cá nhân tôi nói thật đấy, bởi vì làm sao các bạn dàn dựng và các bạn là một cái cuộc chơi phải nói là rất là tuyệt vời. Nhưng mà tôi hãy để cho tôi nói thật với cảm xúc của tôi là thật sự là tôi rất là thương các bạn. Tất cả các cặp đôi, các bạn đã bỏ quá nhiều thời gian, mồ hôi và tôi nghĩ rằng cũng không thiếu những giọt nước mắt đâu. Tôi xem tôi xúc động lắm. Bởi vì thế này này, cái khả năng mà điều tiết một cái nhóm hát như vậy, cho dù là top ca, cho dù là Khương Ngọc hôm nay hát những cái đoạn cần cao thì hơi non một chút nhưng không sao hết. Bởi vì thế thì mới là cặp đôi hoàn hảo. Cảm ơn Mỹ Lệ, cảm ơn Khương Ngọc. Anh Lê Hoàng, anh nghĩ sao ạ? Anh Sơn nói những lời rất là đẹp và tôi cũng định nói như vậy. Nhưng mà thôi, anh Sơn nói hay hơn tôi. Tôi nói những cái lời đẹp triển vọng đi anh. Nói những lời đẹp triển vọng đi. Dạ. Thú thực tới đây này, trong cái bài này thì nói thực là theo tôi thì bạn Ngọc hát không hay. Bạn không hay bằng chị Lệ. Thế là tôi nghe rất là kỹ thì tôi cảm thấy là giọng chị Lệ nổi lên rất là nhiều. Thì trong bài này bạn Ngọc hơi bị yếu. Chị Lệ là ca sĩ chuyên nghiệp mà anh thì đúng thế, là như vậy.
Nhưng mà đây là cặp đôi hoàn hảo mà, chứ không phải là một người hoàn hảo. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Đúng là lời đẹp triển vọng thôi, chưa đẹp hoàn toàn. Dạ. Xin mời anh Lê Quang, anh nghĩ sao ạ? Lê Quang là nghĩ rằng là Mỹ Lệ và Khương Ngọc chọn cái thể loại này trong đêm nay thì rõ ràng là phải biết trước là cái sự chọn của mình nó cũng sẽ có những cái điều mà nó không vừa ý. Ngay bản thân Mỹ Lệ thôi, Lê Quang nghĩ rằng Mỹ Lệ cũng chưa vừa ý 100% với tiết mục của mình. Nhưng mà Lê Quang nghĩ rằng đó là một điều mà các bạn đã làm cho khán giả họ rất là hấp dẫn. Và luôn luôn nghĩ rằng những điều các bạn làm cho cặp đôi hoàn hảo, đó là điều làm cho tất cả mọi người. Dạ vâng, và giám khảo cuối cùng xin mời nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. Với cá nhân tôi thì tôi thích tiết mục này. Thích bởi vì là nó cái cách dàn dựng và cái cách phối bè rất là công phu. Chị Mỹ Lệ thì luôn luôn là người cầm đầu rồi, nhưng mà tiết mục này tôi thấy hơi nghiêng về top ca nhiều quá, bởi vì là khi mà tôi nghe thì tôi phải nghe thật kỹ mới ra được giọng Khương Ngọc. Cái phần bè bối nó đan xen nhiều quá. Tất nhiên tiết mục acapella là như thế, nhưng tôi nghĩ là để cho hai giọng ca chính nổi lên hơn nữa và lĩnh sướng nhiều cái tiết mục hoàn hảo hơn. Dạ vâng, xin cảm ơn những lời nhận xét của giám khảo. Và thưa quý vị, khi mà lựa chọn ra một màu sắc lạ để trình diễn trên sân khấu, đó là một điều rất là liều lĩnh. Và dĩ nhiên là sẽ diễn ra nhiều chiều hướng khác nhau. Có những người đồng tình ngay, có những người chưa đồng tình ngay. Nhưng chắc chắn những cái lạ độc đáo như Mỹ Lệ và Khương Ngọc sẽ dần dần đi vào trái tim của chúng ta. Một lần nữa, hãy dành một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Mỹ Lệ và Khương Ngọc, thưa quý vị. Xin cảm ơn hai bạn. Quý vị và các bạn thân mến, và chúng ta đừng quên là chúng ta hãy tiếp tục nhớ mã số của các cầu thí sinh. Thành xin nhắc lại là 15 phút cuối chương trình Thành sẽ là người công bố để quý vị biết là khi nào quý vị có thể nhắn tin được và hãy bình chọn cho họ nhé. Thành nghĩ chắc chắn là các cặp đôi đang rất là nóng lòng biết được, muốn biết là kết quả quý vị dành cho họ là bao nhiêu. Bởi vì ngoài điểm số mà họ nhận được từ ban giám khảo, những tình cảm của quý vị và các bạn đó là điều quan trọng nhất mà các cặp đôi muốn có được sau cuộc thi năm nay. Và họ muốn biết là khán giả yêu thương họ như thế nào, quan tâm họ như thế nào sau cuộc thi. Bây giờ chúng ta trở về với câu chuyện cùng với Vy Oanh, xin mời. Vy Oanh xin được chúc mừng anh chị đã hoàn thành xong phần thi cuối cùng của mình. Và với những lời khen chê trái chiều như vậy thì chúng tôi đang rất nóng lòng muốn biết số điểm của ban giám khảo, xin mời. Xin mời nhạc sĩ Lê Quang. 10. Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. 9 điểm. Nhạc sĩ Lê Minh Sơn. 9 điểm. Và đạo diễn Lê Hoàng. 8 điểm. Chị em chúng ta trò chuyện thêm một tí nữa thì ngày hôm nay chọn một ca khúc khó như vậy thì chị Mỹ Lệ có cảm thấy là mình mạo hiểm quá hay không ạ? Thực sự mà nói thì ngay từ đầu Mỹ Lệ cũng muốn đem đến một cái gì lạ lẫm cho chương trình. Và acapella là một cái thể loại mà chưa có ai làm. Và Lệ nghĩ rằng acapella là một cái nét riêng của âm nhạc. Và chắc chắn rằng sẽ được một với một cái bài hát là bài ca đi cùng năm tháng như thế này thì sẽ được cái sự cổ vũ và cái sự yêu mến của tất cả quý vị khán giả dành cho bài hát này. Vậy còn anh Khương Ngọc thì anh cảm thấy như thế nào? Em thấy anh cười rất là tươi. Cho dù cái giám khảo có nhận xét như thế nào đi nữa thì mình cũng đã làm xong cái phần của mình và mình cảm thấy rất là vui bởi vì mình đã làm hết sức. Bây giờ có nói là nếu cho cơ hội nữa thì tôi sẽ làm tốt hơn chưa chắc. Cho nên là Ngọc cảm thấy rất hài lòng với phần thi này. Quý vị khán giả thân mến, họ rất là xứng đáng để nhận được sự bình chọn của tất cả quý vị. Và mã số của họ là 10, gửi về tổng đài của chúng tôi 7557. Xin cảm ơn phần trình diễn của anh chị. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng chào đón phần trình diễn cuối cùng, phần dự thi cuối cùng của cặp đôi Cát Phượng và Phan Đinh Tùng. Có sai gì thì nói lại nghe không?
chung kết các Phượng Phan Việt Tùng sẽ cố gắng làm có ba tiết mục, sẽ mỗi tiết mục nó sẽ là một cái màu lạ để thay lời muốn nói cũng như thay lời cảm ơn đối với quý vị khán giả đã suốt cái chặng đường xem tập đoàn Thảo ủng hộ các Phượng Phan Việt Tùng. Xin cảm ơn rất nhiều và hy vọng rằng trong ba tiết mục thì ít nhất sẽ có một tiết mục sẽ làm cho khán giả lại có một cái dấu ấn, một cái sự ghi nhớ cho cái đêm chung kết này. Nước mắt mẹ không còn vì khóc những đứa con lần lượt ra đi đi mãi mãi. Thời gian trôi qua, vết thương trên thịt da đã lành theo năm tháng, nhưng vết thương lòng mẹ vẫn còn nặng mang. Đêm trong đen ngồi nhớ lại từng câu chuyện ngày xưa. Mẹ về đứng dưới mưa, che đàn con nằm ngủ, canh từng bước chân thù mẹ ngồi dưới cơn mưa. Mẹ lội qua trong khói hương, mong sao cơn mưa gió không thường không lung lay làm rớt hạt sương. Mẹ Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi, xin cảm ơn người, người mẹ của tôi. Mẹ Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi, đôi bát cơm cho con, hôn đôi mắt mỏi mòn cho con, soi lại bóng hình con. Mẹ Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi, mây khói tan rồi còn lại mẹ tôi. Mây khói tan rồi còn lại thưa quý vị, thật xúc động, một tràng pháo tay cho Cát Phượng và Phan Đình Tùng. Và xin cảm ơn tất cả những vũ công của Nhà hát Vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ rất tuyệt vời cho ca khúc vừa rồi. Xin cảm ơn. Xin mời ý kiến của bốn vị giám khảo ạ. Đầu tiên xin mời anh Lê Quang. Thật sự là một tiết mục mặc dù nghe bài hát này cũng đã đến cả ngàn lần, nhưng mà đêm hôm nay với sự hai giọng hát này, Lê Quang thật sự là rất là xúc động, rất là xúc động bởi bài hát này. Và cũng nhân ngày ngày của mẹ thì cũng xin chúc cho những người mẹ sẽ
sẽ được nhiều hạnh phúc hơn nữa trong cuộc đời này. Xin cảm ơn nhạc sĩ Lê Quang và xin mời nhạc sĩ Lưu Thiên Hương ạ. Đối với cặp đôi này thì cái lối song ca nó rõ ràng, bởi vì hai giọng hát là hai giọng hát thể hiện hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Tùng thì rất là đầm thắm, rất là sâu sắc. Chị Cát Phượng cũng vậy, tuy giọng mỏng manh như em Nhân nói là như một đứa trẻ 7-8 tuổi nhưng đầy cảm xúc. Đây là một cặp đôi tôi nghĩ là để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất. Xin cảm ơn nhạc sĩ Lê Thiên Hương. Xin mời nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Trong âm nhạc và trong nghệ thuật thì cái điều mà quan trọng nhất là cảm xúc. Cảm xúc các bạn mang đến cho mọi người những cái cảm xúc mà đã là cảm xúc thì không thể giải thích được. Và tôi phải cảm ơn chương trình Cặp Đôi Hoàn Hảo. Và tôi có lời mời nhân qua đây, tôi có một lời mời Tùng là tôi rất muốn mời Tùng tham gia những dự án âm nhạc của tôi. Và tôi thật sự là rất là yêu quý Phan Đình Tùng. Xin cảm ơn anh. Nhớ cho các Phượng hát bài song ca. Yeah. Xin mời đạo diễn Lê Hoàng ạ. Tôi xin nói lại cái điều mà tôi đã từng nói là Phan Đình Tùng hát quá hay. Phải nói rằng là nói thật là tôi không hiểu tại sao là Phan Đình Tùng không có một cái vị trí tương xứng với cái bài hát của anh ở trong cái gọi là trong nền âm nhạc Việt Nam. Đấy là điều thứ nhất tôi muốn nói. Nhưng mà chính vì hát quá hay á, trên cái bài này tôi có cảm giác là tất cả những cái gì khó Phan Đình Tùng làm hết. Thành ra là chị Phượng hơi bị thiếu đất. Thưa anh, dạ, không phải khó, không phải đơn giản để làm được cái đầu bạc như thế này. Cũng không thể đơn giản để treo cao lên mấy ngàn mét như thế này. Cũng không phải đơn giản để hát câu cuối cùng để ao bài đẹp như thế này, thưa anh à. Dạ, nó không đơn giản đâu. Dạ. Dạ. Xin một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Cát Phượng và Phan Đình Tùng, thưa quý vị. Xin cảm ơn hai bạn. Quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ tổng đài của chúng ta đã chính thức mở ra. Chỉ có 15 phút để quý vị và các bạn có thể bình chọn cho họ. Hãy soạn ngay tin nhắn mã số cặp thí sinh mà quý vị yêu mến và gửi về cho tổng đài 7557 bình chọn cho họ ngay từ bây giờ. Nhanh tay kẻo lỡ quý vị nhé. Và chúng tôi rất mong là quý vị và các bạn sẽ tiếp tục bình chọn cho họ để có cơ hội nhận được một cặp điện thoại iPhone 5 32GB do Vinaphone cung cấp. Và đặc biệt là giải thưởng năm nay sẽ rất là nhiều dành cho những cặp đôi còn lại của cặp đôi chương trình Cặp Đôi Hoàn Hảo. Và bên cạnh đó sẽ có 3 giải đặc biệt, giải bạc, giải vàng, giải đồng. Và bên cạnh đó sẽ có một giải ấn tượng, đó là một cặp mì Hảo Hảo bằng vàng trị giá 100 triệu đồng. Còn bây giờ thì xin mời Vy Oanh. Bởi vì tổng đài của chúng tôi đã chính thức mở, vì vậy bên xin nhắc với quý vị rằng là cặp đôi Phan Đình Tùng và Cát Phượng, mã số của họ là 04. Quý vị hãy nhắn tin và gửi về tổng đài 7557. Khi mà anh chị hát thì Vân thấy rằng cả sân khấu và khán phòng của chúng ta đều sâu lắng và cảm xúc. Bây giờ thì Vân rất là mong muốn biết số điểm của ban giám khảo. Xin mời. Xin mời nhạc sĩ Lê Quang. 10. Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. 10. Nhạc sĩ Lê Minh Sơn. 10. Và hy vọng là kết thúc có hậu. Đạo diễn Lê Hoàng, 9 điểm. Quý vị khán giả thân mến, quý vị hãy bình chọn cho tất cả cặp đôi mà quý vị yêu mến. Và mã số của cặp đôi Phan Đình Tùng và Cát Phượng là 04. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nói chuyện thêm một chút xíu nữa đi ạ. Vì anh nghĩ rằng đêm nay đã là đêm cuối cùng rồi, vì vậy mà anh Phan Đình Tùng cũng như là chị Cát Phượng có rất là nhiều lời tâm sự muốn gửi đến khán giả. Thưa anh, mời ai trước ạ? Vâng, phải nói rằng một đêm diễn mà đọng lại quá nhiều niềm vui và hạnh phúc. Nhưng để có được sự thăng hoa đó là nhờ sự cổ vũ rất nồng nhiệt của khán giả. Cho nên là thay mặt chị Cát Phượng, Phan Đình Tùng xin cảm ơn sự cổ vũ và yêu thương của quý vị rất rất nhiều. Và bên cạnh đó là cũng xin gửi đến các người mẹ Việt Nam trên Việt Nam cũng như là toàn thế giới những lời chúc tốt đẹp nhất trong ngày hôm nay, vì đây là ngày của mẹ. Xin cảm ơn rất nhiều. Vy Oanh cũng gửi lời chúc đó đến một cái người mẹ đang đứng gần với Vy Oanh đây, bởi vì lúc nãy Vy Oanh thấy hình ảnh con trai của chị nước mắt lưng tròng. Có lẽ là trong thời gian mà chị thi thì con trai cũng lo lắng nhiều lắm phải không ạ? Và Vy Oanh cũng biết là trưa hôm nay thì cổ họng của chị đang rất bị đau, bây giờ đã đỡ hơn chưa? Bây giờ thật sự thì nói không ra hơi nữa, mà lúc mà lên hát thì chỉ biết hát thôi, biết hát để mà nói về tâm linh thì là gọi là tổ đãi và tổ độ, chứ bây giờ thì nói không ra hơi nhỉ. Còn nói về thực tế là ban giám khảo cũng đãi và quý vị khán giả cũng có đãi nữa đó. Xin được cảm ơn phần trình diễn của anh chị, và một lát nữa chúng ta sẽ gặp nhau ở sân khấu chính. Xin cảm ơn một lần nữa.
Vâng, thưa quý vị, và bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng hướng mắt về sân khấu chính để chúng ta gặp gỡ lại những vị giám khảo đã cầm cân nảy mực cho chương trình ngày hôm nay, và họ sẽ đại diện cho tất cả những giám khảo đã từng tham gia chấm cho chương trình Cặp đôi Hoàn hảo năm 2013 lên sân khấu để có thể nhận hoa và quà từ ban tổ chức. Chúng tôi xin mời 4 vị giám khảo lên sân khấu. Xin mời nhạc sĩ Lê Minh Sơn, nhạc sĩ Lê Quang, đạo diễn Lê Hoàng và nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Lương Minh, là trưởng phòng ca nhạc ban thể thao, giải trí và thông tin kinh tế của Đài Truyền hình Việt Nam VTV3 sẽ lên sân khấu trao giải thưởng này và những món quà cho 4 vị giám khảo. Xin trân trọng kính mời ông Lương Minh. Và thành hy vọng là quý vị cũng sẽ dành những tràng pháo tay cho các vị giám khảo cũng giống như là các cặp đôi, được không ạ? Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và xin cảm ơn sự đóng góp của các vị giám khảo trong suốt quá trình diễn ra chương trình Cặp đôi Hoàn hảo năm 2013. Một lần nữa, hãy dành cho họ một tràng pháo tay nồng nhiệt, thưa quý vị. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn các anh chị. Và thành xin được giữ chân anh Lương Minh ở lại sân khấu để tiếp tục trao giải thưởng cũng như là quà cho tất cả những đơn vị hỗ trợ cho chương trình. Xin chào đón sự trở lại của cặp đôi mang mã số 01, nghệ sĩ Kim Oanh và ca sĩ Quang Hào. Cặp đôi mang mã số 02, diễn viên Minh Tiệp và ca sĩ Hà Thúy Anh. Cặp đôi mang mã số 03, siêu mẫu Ngọc Oanh và ca sĩ Natalie. Cặp đôi mang mã số 04, nghệ sĩ Hải Cát Phượng và ca sĩ Phan Đinh Tùng. Cặp đôi mang mã số 05, nhà thiết kế Thuận Việt và ca sĩ Thảo Trang. Cặp đôi mang mã số 06, vận động viên Gosu Thùy Linh và ca sĩ Hoàng Hải. Cặp đôi mang mã số 07, nghệ sĩ Thanh Thúy và ca sĩ Dương Triệu Vũ. Cặp đôi mang mã số 08, siêu mẫu Lê Trung Cương và ca sĩ Khánh Ngọc. Cặp đôi mang mã số 09, người dẫn chương trình Phan Anh và ca sĩ Thái Trinh. Và cặp đôi cuối cùng mang mã số 10, Khương Ngọc và Mỹ Lệ. Một lần nữa hãy dành cho 10 cặp đôi của chương trình hôm nay một tràng pháo tay thật nồng nhiệt với tất cả những sự đóng góp của họ đã dành cho cặp đôi Hoàn hảo. Quý vị và các bạn thân mến, và vì lý do đột xuất nên ca sĩ Quang Hào và vận động viên Vũ Sư Thùy Linh sẽ không có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi ngay bây giờ xin được trao tất cả những giải phụ trước khi chúng ta đến với 3 giải quan trọng nhất của chương trình hôm nay. Đầu tiên thì chúng tôi xin được mời lên. Chúng tôi xin được mời nhạc sĩ Lê Minh Sơn và đạo diễn Lê Hoàng sẽ lên sân khấu chuẩn bị trao những giải phụ đầu tiên của chương trình. Và xin mời cặp thí sinh đã vượt qua vòng thi thứ nhất, cặp thí sinh mang mã số 01, nghệ sĩ Kim Oanh và ca sĩ Quang Hào, cùng với cặp thí sinh mang mã số 02, diễn viên Minh Tiệp và ca sĩ Hà Thúy Anh. Hai cặp đôi sẽ cùng nhận được giải thưởng tiền mặt trị giá 50 triệu đồng xin cho mỗi cặp đôi. Xin mời tiến lên một bước ạ. Xin mời. Thưa quý vị, ngày hôm nay vì lý do đột xuất ca sĩ Quang Hào vắng mặt nên nghệ sĩ Kim Anh sẽ đại diện nhận giải thưởng này. Và xin mời nhạc sĩ Lê Minh Sơn và là nhạc sĩ đạo diễn Lê Hoàng hãy trao giải thưởng cho hai cặp đôi. Anh Lê Hoàng, anh trao cái nặng lên, anh quên trao hoa. Xin cảm ơn anh Hoàng rất nhiều. Một tràng pháo tay cho cặp đôi Minh Tiệp, Hòa Thúy Anh cũng như là cặp đôi Kim Oanh, Quang Hào, thưa quý vị. Xin cảm ơn các bạn. Và cặp đôi tiếp theo vượt qua vòng thi thứ hai, nhận được giải thưởng 70 triệu đồng tiền mặt, đó là Phan Anh và Thái Trinh. Xin chúc mừng. Xin mời anh Lê Hoàng và nhạc sĩ Lê Minh Sơn một lần nữa trao giải thưởng cho họ. Xin một tràng pháo tay cho Phan Anh và Thái Trinh, thưa quý vị. Bây giờ thì xin mời cặp thí sinh đã vượt qua vòng thi thứ 3, cặp thí sinh mang mã số 06, vận động viên Gosu Thùy Linh và ca sĩ Hoàng Hải. Và chúng ta sẽ nhận được giải thưởng tiền mặt là 80 triệu đồng. Xin chúc mừng.
Hôm nay Thùy Linh cùng vắng mặt nên Hoàng Hải sẽ đại diện nhận giải thưởng. Vâng, một tràng pháo tay nồng nhiệt cho cặp đôi Hoàng Hải và Thùy Linh thưa quý vị. Xin cảm ơn bạn. Và cặp đôi tiếp theo đã vượt qua vòng thi thứ tư, đó là cặp thí sinh mang mã số 05 Thuận Việt Thảo Trang với giải thưởng 90 triệu đồng. Xin chúc mừng. Sáng nay anh Trung Cương có hỏi Viu Anh là nếu mà được có cái giải nào mà thân thiện gần gũi hay không, thì ngay bây giờ đây xin mời lên sân khấu. Chúng ta đã vượt qua được vòng thi thứ tư, cặp thí sinh mang mã số 08 siêu mẫu Lê Trung Cương và ca sĩ Khánh Ngọc. Và cặp thí sinh này sẽ nhận được giải thưởng tiền mặt là 100 triệu đồng. Một lần nữa xin được chúc mừng cho Khánh Ngọc và Lê Trung Cương. Và thưa quý vị, cặp đôi đã vượt qua vòng thi thứ 6, Ngọc Anh và Natalie với giải thưởng 110 triệu đồng. Vâng, xin cảm ơn Ngọc Anh và Natalie và một tràng pháo tay cảm ơn nhạc sĩ Lê Hoàng và nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Xin cảm ơn đạo diễn Lê Hoàng, xin lỗi anh. Thưa quý vị, và một lần nữa Thành cũng xin được chúc mừng cho một vị khán giả may mắn đã dành tin nhắn của mình bình chọn cho các cặp đôi trong 15 phút vừa qua. Đó là khán giả Nguyễn Văn Tác ở số điện thoại 0902 459 617 ở Tuy An, Phú Yên. Đã nhận được một cặp điện thoại iPhone 5 32GB do Vinaphone cung cấp. Xin chúc mừng anh chị. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một giải thưởng Thành nghĩ là rất là vui nếu như các cặp đôi nhận được giải thưởng này, bởi vì nó là một giải thưởng mà chúng ta gọi là giải thưởng ấn tượng. Và như quý vị khán giả cũng đã biết thì một cặp đôi ấn tượng nhất trong suốt 10 tuần thi thì sẽ nhận được một giải thưởng là hai gói mì vàng của nhà tài trợ trị giá là 100 triệu đồng. Và nhãn hàng Hảo Hảo thương hiệu Vina Ace Cook đã quyết định trao giải cặp đôi trình diễn ấn tượng trong chương trình Cặp đôi Hoàn Hảo năm 2013 là cặp đôi Hai Hà mang mã số 04 Các Phượng Phan Đế Trường. Chúng tôi xin mời ông Lê Văn Hùng là trưởng phòng marketing của công ty cổ phần Ace Cook Việt Nam lên sân khấu trao tặng cặp mì Hảo Hảo bằng vàng trị giá 100 triệu đồng cho cặp đôi ấn tượng nhất của cặp đôi Hoàn Hảo năm 2013. Một tràng pháo tay nồng nhiệt thưa quý vị. Vâng, đây là một gói mì bằng vàng và dĩ nhiên các bạn sẽ có nhiều gói mì vàng khác nữa để ăn nguyên một năm. Một tràng pháo tay nữa chúc mừng cho cặp đôi 04 thưa quý vị. Xin cảm ơn hai bạn và xin cảm ơn ông Lê Văn Hùng. Bây giờ bây giờ mới là giây phút hồi hộp đây. Không biết là Việt Anh như thế nào, nhưng mà Thành cầm kết quả trên tay mà rung bần bật. Việt Anh nghĩ rằng là không riêng gì Việt Anh đâu, mà tất cả quý vị khán giả cũng như là ba cặp thí sinh của chúng ta đang rất là muốn biết, rất là muốn biết quán quân của cặp đôi Hoàn Hảo 2013. Thưa quý vị, và bây giờ sẽ là phần công bố kết quả dành cho ba cặp đôi cuối cùng. Và chúng ta sẽ bắt đầu với giải đồng của chương trình. Giải đồng, giải thưởng sẽ trị giá 150 triệu đồng. Chúng tôi xin mời đại diện nhà tài trợ, đó là ông Lê Văn Hùng cùng nhạc sĩ Lê Quang lên sân khấu chuẩn bị trao giải đồng. Thưa quý vị, giải đồng của cặp đôi Hoàn Hảo năm 2013 thuộc về một cặp đôi luôn luôn mang đến cho sân khấu của cặp đôi Hoàn Hảo những phần trình diễn rất độc đáo, mang tính nghệ thuật cao. Và xin chúc mừng cặp đôi Mỹ Lệ Khương Ngọc.
Xin mời ông Lê Văn Hùng và nhạc sĩ Lê Quang trao giải đồng cho Mỹ Lệ và Khương Ngọc. Kỷ niệm chương và giải thưởng 150 triệu đồng. Bây giờ thì chúng tôi xin được mời lên sân khấu nữ giám khảo xinh đẹp Lưu Thiên Hương để trao giải đồng, giải bạc cho cặp đôi tiếp theo. Thưa quý vị, giải bạc sẽ sở hữu giải thưởng trị giá 200 triệu đồng. Và bên cạnh đó, chúng tôi cùng một lúc cũng xin mời ông Lương Minh là trưởng phòng âm nhạc của VTV3 cũng sẽ lên sân khấu chuẩn bị trao giải vàng trị giá 250 triệu đồng cho cặp đôi chiến thắng của mùa giải năm nay. Và bây giờ chỉ còn hai cặp đôi thôi, thành cũng sẽ được công bố một lần. Thì quý vị chắc chắn biết được quán quân thì sẽ biết được á quân là ai rồi, phải không ạ? Quý vị bình chọn cho cặp đôi nào? Cả hai cặp đôi đều xứng đáng. Tôi anh thấy rằng là không phải là hai cặp đôi mà cả ba cặp đôi ngày hôm nay đều xứng đáng. Và ai trong số họ chiến thắng cũng đã để lại trong khán giả những gì ấn tượng và đẹp đẽ nhất ạ. Và bây giờ Thành Đức Anh cùng nhau xướng tên lên cái mã số của cặp đôi chiến thắng thôi nha. Thưa quý vị, cặp đôi chiến thắng mùa giải cặp đôi hoàn hảo 2013 nhận được giải quán quân, giải vàng với trị giá giải thưởng 250 triệu đồng là cặp đôi mang mã số 07. Anh Thủy Diên Thị Vũ xin chúc mừng. Và chúc mừng các Phượng Văn Đình Tùng với giải bạc 200 triệu đồng. Chúng tôi xin mời nhạc sĩ Lưu Thiên Hương trao giải bạc cho các Phượng và Phan Đình Tùng. Xin mời. Xin quý vị hãy dành trân trọng tay cổ vũ cho họ. Một tràng pháo tay để chúc mừng cho các Phượng và Phan Đình Tùng. Xin cảm ơn nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. Và thưa quý vị, chúng ta cùng chào đón quán quân của cặp đôi hoàn hảo năm 2013, Thanh Thúy và Dương Triệu Vũ. Vì Hoàng đang thấy dưới khán đài, sư phụ Đàm Vĩnh Hưng đang rất là sung sướng, đang nhảy cẩn lên à. Xin mời anh Lương Minh sẽ trao giải thưởng cho các bạn. Thưa quý vị, đứng kế Trấn Thành đây là người nhiệm kỳ tiếp theo của quán quân cặp đôi hoàn hảo. Chúc mừng hai bạn. Vậy Trấn Thành có phải trao vương miện không? Có vương miện, nãy giờ Trấn Thành cũng trao ngay cho Dương Triệu Vũ và Thành Thúy. Một tràng pháo tay chúc mừng họ, thưa quý vị. Và bây giờ Thành xin hai bạn hãy chia sẻ những cảm xúc của mình ngay thời điểm này khi nhận được giải thưởng cao nhất của cặp đôi hoàn hảo 2013. Xin mời. Trước hết thì Vũ xin chân thành cảm ơn đến ban tổ chức, đến các quý vị khán giả cũng như những người hậu đài, ban nhạc, ban giám khảo, tất cả mọi người đã làm cho một cái chương trình thật tuyệt vời để quý vị có thể thưởng thức trong những ngày mệt mỏi. Vũ cảm thấy rất hạnh phúc và không biết nói gì hơn ngoài hai chữ mà Vũ nghĩ là tuyệt vời nhất, đó là cảm ơn quý vị rất nhiều. Thúy nói nổi không em? Kính thưa quý vị, có rất nhiều người nói Thúy rằng là không biết đâu mới là con người thật của Thúy. Tại vì qua 10 vòng thi thì có khi Thúy nhí nha nhí nhảnh, có khi thì sâu lắng, có khi thì như một bà cụ non. Thưa quý vị, khoảnh khắc này đây mới là con người thật nhất của Thúy. Thúy đã được trở về với một người vợ, người mẹ, một người diễn viên. Và tất cả những vòng thi vừa qua đối với Thúy đó là những vai diễn của Thúy. Và Thúy biết Thúy không phải là người có giọng ca xuất sắc nhất trong 10 thí sinh. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Đặc biệt là các thiên sa đã cho Thúy có được một trải nghiệm rất tuyệt vời trong cuộc đời của Thúy. Mà không dễ gì Thúy có được lần thứ hai như thế này. Cảm ơn tất cả ekip cộng sự, đặc biệt là anh Hưng. Bởi vì anh rất bận rộn nhưng mà anh luôn có những lời động viên Thúy rất là đúng lúc để Thúy có thể vững tinh thần. Cảm ơn gia đình của Thúy, mẹ,
đặc biệt là ông xã đã bị Thúy hành hạ tra tấn trong suốt gần 4 tháng vừa qua. Và cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn tất cả khán giả đã ủng hộ và bình chọn cho Thanh Thúy. Cho nên giải thưởng này không phải cái này về nhà mình cảm ơn sao. Giải thưởng này không phải chỉ riêng một mình Thúy mà là của tất cả mọi người. Xin cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và quý vị và các bạn cảm ơn Vũ. Một lần nữa xin được chúc mừng cho Thanh Thúy và Dương Triệu Vũ đã mang đến cho cặp đôi hoàn hảo thật là nhiều màu sắc. Và chúng tôi cũng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình trong suốt thời gian vừa qua. Hy vọng là cặp đôi hoàn hảo sẽ sớm trở lại với chúng ta trong mùa giải kế tiếp, phải không yêu anh? Xin được hẹn lại tất cả quý vị khán giả vào cặp đôi hoàn hảo mùa sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thưa quý vị, chương trình cặp đôi hoàn hảo 2023 do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với công ty Cát Tiên Sa thực hiện với sự tài trợ của nhãn hàng hảo gạo thương hiệu Vina Easy Cook. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.